Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp chuỗi những tập truyện ma mang tựa đề Âm Dương Kỳ Truyện qua sự đồng sáng tác của hai tác giả Anh Hào và Lan Lan. Chúng ta đã nghe qua ba tập truyện trước: Hóa Giải Duyên Âm, Thu Phục Mèo Tinh và Bùa Ngải Chiêu Tài. Những hành trình trong quá trình học đạo và cũng như là hành đạo giúp đời của cậu pháp sư trẻ tên là Hào. Ngày hôm nay chúng ta đi tiếp đến phần thứ tư, Treo Xác Đồi Thông. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Những ánh nắng đầu tiên bắt đầu len lỏi qua mấy lá thông xanh tốt, kéo theo một vệt nắng thật dài xuống mặt đất. Cái không khí se se lạnh đặc trưng của Đà Lạt bao trùm cả không gian. Thành phố sương mù gần lộ diện khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi, khung cảnh thật thơ mộng và đẹp đẽ. Ở một đồi thông nọ, có người đàn ông hơn 40 tuổi đang đi dọc theo đường mòn dẫn lên trên đồi. Ông ấy muốn đi tìm một ít nhánh cây để về cố định lại cái hàng rào của mình, và tình cờ phát hiện ra một việc hải hùng. Ngay cái cây thông lớn, nơi có một nhánh vương dài, một cái xác đã cứng đơn, treo lủng lẳng giữa không trung. Bên dưới là chiếc xe máy. Sợi dây leo còn rất tươi đang căng ra, len lỏi vào cổ người thanh niên tội nghiệp, giống như đang hút hết sự sống của người đó. Người đàn ông sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Sau vài phút định thần thì nhận ra đó là con trai của nhà hàng xóm kế bên nhà mình, tên là Tùng. Ông ấy vội vàng chạy xuống đồi, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng hai bên thái dương, nhưng không dám ngừng chân. Khi đến trước cửa nhà hàng xóm, ông lớn giọng gọi vào bên trong: "Bố mẹ thằng Tùng có nhà không? Nguy rồi, nguy rồi!" Mẹ Tùng từ trong nhà đi ra, thấy bộ dáng hớt hải kèm với sắc mặt trắng bệch của người hàng xóm thì hỏi ngay: có việc gì đó ạ?" Vì chạy nhanh nên hơi mệt, cộng với sự việc kinh hoàng mà mình đã chứng kiến, ông run rẩy đáp: Thằng Tùng thằng con của tôi đó, nó ở bên nhà vườn. Anh kiếm nó có việc gì không?" Thằng Tùng treo cổ trên đồi thông, chết cứng người rồi." Mắt của mẹ Tùng mở lớn, bà ấy không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cái gì? "Sáng nay tôi lên đó kiếm mấy nhánh cây khô về cắm lại cái hàng rào, vô tình thấy thằng Tùng treo cổ trên cành thông trên đồi rồi. Hai vợ chồng mau đến tới đó xem đi, để tôi đi gọi thêm người tới giúp." Mẹ Tùng muốn ngất xỉu tại chỗ, nhưng việc đang cấp bách nên vội chạy vào trong nhà gọi chồng mình. Cả hai hối hả đi lên đồi thông cạnh nhà. Khi vừa đến, đã thấy mấy người đàn ông trong xóm đứng đó. "Đây, bố mẹ thằng Tùng tới rồi." Bố mẹ Tùng nhìn thấy con trai treo lơ lửng mà chấn kinh. Mặt mày Tùng đã tím tái vì nghẹt thở, hai tay buông thõng, chết không nhắm mắt. Cơ thể của Tùng lạnh ngắt, dù cho là ánh nắng buổi sớm mai đang phủ lên người, song vẫn không thể sưởi ấm được làn da đang ngày một tái xám và lạnh đi của anh. Mẹ Tùng ngất xỉu tại chỗ, được người ta đưa về nhà. Bố của anh thì cố kìm giọt nước mắt đang chợt rơi xuống mà lo liệu mọi thứ. Công an cũng được gọi đến để xác định nguyên nhân, kết luận cuối cùng là tự sát. Đám tang của Tùng diễn ra sau đó. Tùng ra đi ở độ tuổi 26, tràn đầy nhiệt huyết, là một điều gì đó đầy tiếc nuối với tất cả. Giống là một người chăm chỉ hiền lành, được nhiều người yêu mến, cho nên không ít người dành cho gia đình anh sự đồng cảm và tiếc thương sâu sắc. Bố mẹ sớm thông báo cho người trong dòng họ biết về sự ra đi đột ngột của Tùng.
Tin ấy quá đỗi bất ngờ, khiến cho nhiều người không thể tin nổi. Mọi người gấp rút lo liệu công việc để dành chút thời gian đến viếng Tùng. Ai cũng xót thương cho người đi lẫn người còn ở lại. Đêm đó, trên đoạn đường đèo hướng về Đà Lạt, chiếc mô tô đời mới chạy với tốc độ ổn định. Âm thanh từ động cơ phát ra sau đó nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm tĩnh lặng. Hai bên đường cây cối tùm, những nơi ánh đèn không chiếu đến khiến cho chúng trở nên kỳ bí và đáng sợ. Giống như cái miệng lớn đen ngòm há rộng ra, có thể nuốt chửng bất kỳ kẻ nào đang lạc lối quanh đây. Càng đến gần với Đà Lạt, cậu thanh niên tên Cường ngồi phía sau xe không ngừng hắt hơi. Cảm giác lạnh lạnh rần rợn cứ chạy dọc sống lưng, khiến cho cậu thốt lên trong cơn sợ hãi. Ê mày, tao thấy ghê ghê sao á, lạnh hết cả người luôn nè. Tốc độ xe chậm lại khi phía trước là một đoạn cua. Người bạn đi cùng đang cầm lái bỗng nói: Trên này là không lạnh, chẳng lẽ nóng như Nha Trang sao? Bớt thần hồn nát thần tính đi. Cường cười khì, mượn ánh đèn chiếu sáng, cậu đưa tay nhìn đồng hồ. Ê, kiếm quán nào ăn đi, đói bụng quá. Lên tới nơi rồi ăn luôn. Sau đó không ai nói với ai câu nào. Tiếng gió vẫn cứ vụt qua tai, cùng với những âm thanh không xác định được. Càng về khuya thì nhiệt độ càng lạnh dần. Nếu ban ngày là thời điểm lý tưởng để tham quan du lịch, thì đêm khuya chính xác là khoảnh khắc lạnh lẽo một cách đáng sợ giữa những đồi thông bao quanh đoạn đường này. Lên đến Đà Lạt đã hơn 11 giờ đêm. Hai cậu thanh niên tấp vào một quán phở ven đường, chén nhanh tô phở nóng hổi để lấp đầy cái bụng đói của mình. Cường nhìn quanh một lượt, cậu chỉ tay về phía các khách sạn phía trước rồi nói: Qua đó ngủ một đêm đi mày, rồi sáng mai hai đứa mình qua đám tang của anh Tùng. Ờ, cũng được. Hào ngước đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn theo hướng mà Cường chỉ. Cậu cũng khẽ đồng tình. Tính tiền cho cô bán phở xong, hai thanh niên lên xe chạy đến khách sạn ở ngay phía trước đó. Cánh cửa vẫn mở toang, đèn điện chiếu sáng từ trong ra ngoài, nên Hào nhanh chóng xác định được bãi đỗ xe. Hai người đeo ba lô đi vào trong. Cô lễ tân ngước đôi mắt hơi buồn ngủ nhìn cả hai, sau đó chào đón một cách niềm nở. Cô đưa ra một chiếc thẻ phòng, trên đó viết rõ số 303, còn nói đây là phòng trống duy nhất, các phòng khác đều đã kín rồi. Cường hơi ngần ngại, cậu đã vô số lần đọc được các bài viết trên mạng về con số này. Chỉ nghĩ đến thôi là da gà da vịt cứ nổi lên từng mảng. Cường nghiêng người nói nhỏ vào tai Hào: Ê, kiếm khách sạn khác ngủ đi mày. Chưa gì hết tao thấy không ổn rồi đó. Có tao ở đây mày sợ gì? Hào chỉ cười. Cậu đưa tay nhận lấy thẻ phòng. Cô lễ tân chu đáo đưa hai người đến thang máy, rồi chỉ dẫn cụ thể mới rời đi. Thang máy rất nhanh lên tới tầng 3. Cánh cửa mở ra, kèm theo đó là một đoạn hành lang vắng lặng. Có lẽ một số người đi chơi chưa về, số còn lại đã chăn ấm nệm êm. Các phòng ở đây đã được thuê hết. Tuy nhiên khi Hào và Cường bước đi trên hành lang thì lại chẳng có âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân của hai người. Cánh cửa phòng 303 mở ra. Hào nhanh chóng gắn thẻ vào ổ điện tử bên cạnh. Ánh đèn trong phòng chớp tắt hai cái rồi mới sáng hoàn toàn. Cường rùng mình, đặt ba lô trên ghế, nói với giọng bực bội: Tối nay ngủ đây mà gặp chuyện gì đó, tao sẽ đánh giá khách sạn này một sao. Thôi đi vệ sinh rồi ngủ đi, làm cả ngày rồi chạy lên đây, giờ tao quải quá. Ờ, biết rồi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, trước khi tắt đèn, Cường chỉ tay về phía giường mà nói: Mày nằm trong đi, tao nằm ngoài cho. Hào nhướng mày, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cái tủ đồ rồi nói: Thôi, để tao nằm ngoài. Ừ, tao hay đi tiểu đêm,
nằm bên ngoài cho tiện. Hào nhúng nhúng vai, cuối cùng nhích người vào bên trong và nằm xuống. Đèn đã tắt, chỉ chừa lại ánh đèn nhỏ bên cạnh giường tỏa ra sắc vàng ấm áp. Không gian chìm vào trạng thái tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc tiếng ngáy đều đều của Cường vang lên. Không biết có phải là do thói quen hay không mà cả người của Cường quấn trong chăn ấm, nhưng chân lại đưa ra ngoài. Nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một hạ thấp, đến nỗi bàn chân của Cường lạnh như ngâm trong nước đá. Có cái gì đó nhột nhột kèm theo chút ngứa truyền đến từ lòng bàn chân. Cường lắc lắc chân mình, miệng lèm bèm. Ào, nửa đêm không ngủ mày gãi chân tao làm gì? Không có tiếng ai đáp lại. Mọi thứ vẫn im ắng, chẳng có gì bất thường. Cường lại nhanh chóng rơi vào cơn ngủ say. Rất nhanh, cơn ngứa ngáy lại xuất hiện ở chân của Cường. Lần này cậu đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Mắt của cậu nhắm nghiền, tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hàng mi run rẩy đã bán đứng cậu. Cường hít thở đều, chậm chậm thu chân mình lại vào trong chăn. Nhưng cái chân chưa cảm nhận được hơi ấm an toàn thì bàn chân bất ngờ bị túm lấy, lạnh lẽo và ghê người. Cường giật mình la lên. Cậu mở mắt, ngồi bật dậy nhìn chung quanh. Không có gì cả. Tiếng la đó đã đánh thức Hào. Ê, cái gì đó? Ê, ê mày ơi, có đứa gãi chân rồi túm chân tao á. Đã bảo nằm trong mà không chịu nghe. Thôi mày ra ngoài nằm đi. Cả hai đổi vị trí cho nhau. Lúc này Cường đã không dám thò chân ra khỏi chăn nữa. Cả người cuộn tròn lại, dựa sát vào người của Hào để tiếp tục ngủ. Chỉ vài chục giây thôi thì tiếng ngáy của Cường lại vang lên. Dường như nỗi sợ vừa rồi chẳng còn quan trọng đối với giấc ngủ này nữa. Hào nằm đó, nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Cậu cảm nhận được hơi lạnh đang dần truyền đến phía mình, kèm theo đó là một bàn tay đang cố túm lấy tay cậu. Hào mở mắt ra, một bóng dáng mờ ảo nhanh chóng biến mất sau cánh tủ. Cậu định thần lại, tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm đọc chú, rồi chỉ thẳng về cái gương đó. Ngay lập tức, một hình dáng nhỏ nhắn hiện rõ lên. Bóng dáng kia có mái tóc dài rối tung, một phần che đi gương mặt tái nhợt trông vô cùng xanh xao. Trên người mặc một bộ váy trắng, nó đang cố hết sức dùng tay đập lấy tấm gương với trạng thái hốt hoảng. Hào ngồi thẳng người đối diện với cánh cửa tủ. Cậu thấp giọng hỏi. Ở đâu tới đây mà quậy phá không cho người ta ngủ vậy? Trong gương truyền đến tiếng khóc u u của đứa con nít. Giọng nói của vong hồn đứa bé gái lanh lảnh cất lên. Anh tha cho em, em sợ lắm. Sao em lại quậy ở đây? Tiếng khóc chấm dứt ngày một lớn, nhưng Cường đang nằm ngủ say bên cạnh lại chẳng hề hay biết gì. Một năm trước em cùng bố mẹ đi du lịch, không ai gặp tai nạn. Bố mẹ em không sao, nhưng em bị văng ra, bị xe tải cán đến nỗi hình hài không còn nguyên được. Có một mảnh da đầu với tóc văng vào bụi cây, rồi bị chuột tha xuống cống chỗ này. Vậy sao em không về nhà? Bố em không có xin thổ địa nên em không có vô nhà được. Em không có chỗ nào để đi nên đành ở đây. Khi nào đói thì quậy phá để cho chủ nhà cúng cho. Hào thở dài. Đứa bé này không muốn làm hại ai, chỉ quậy phá để được ăn. Một đứa bé mới 5-6 tuổi như vậy thật là quá đáng thương rồi. Cậu đưa tay búng nhẹ vào gương. Ngay lập tức vong hồn đứa nhỏ có thể chui ra ngoài. Nó đứng trước mặt cậu, hỏi nhỏ. Anh là thầy Pháp hả? Ừ. Vậy nên em muốn anh giúp gì cho em? Anh giúp em với.
Em không muốn làm một hồn ma dứt dưỡng như vậy. Hào vén mớ tóc rối trước trán của bé gái ra sau, làm lộ ra gương mặt tái xám, nhưng vẫn nhận thấy được nét đáng yêu. Nếu như còn sống, sau này lớn lên ắt hẳn phải xinh xắn biết nhường nào. Cậu động lòng trắc ẩn, mỉm cười bảo: Phần tóc đó dễ lấy không? Con bé nghiêng đầu cười. Đối với Hào không có gì đáng sợ, nhưng nếu Cường mà thấy chắc phải mặc tả rồi. Dạ dễ, nó mắc kẹt ở cái cống sân sau khách sạn á. Ừ, vậy sáng mai anh giúp em. Bây giờ để anh ngủ đã. Bé gái gật đầu, định chui vào trong tủ, nhưng lại sợ Hào phong ấn vào trong gương một lần nữa. Thế là nó nằm sắp xuống sàn, sử dụng cả hai tay hai chân bò xuống gầm giường. Hào phì cười, lúc này mới yên ổn nằm xuống. Bên tai vang lên tiếng trở mình sột soạt của Cường. Mày lại đối chuyện một mình hả? Ngủ đi. Để tao đi tiểu cái. Bảo nó đừng có hù tao. Cường tung chăn, dùng tốc độ ánh sáng phi thẳng vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Sau đó cậu lại phi nhanh lên giường, trùm kín chăn, rồi thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. An toàn. 6 giờ sáng hôm sau, Hào và Cường xuống quầy để trả phòng. Thanh toán xong xuôi, Hào nghiêm túc nói với cô Lễ Tân về việc mình gặp vong hồn vào đêm qua, nên muốn gặp chủ khách sạn để nói chuyện trực tiếp. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên, nên Lễ Tân nhanh chóng đi gọi người. Rất nhanh cô chủ nơi đây ra đón tiếp. Vì đã không còn sớm, nên Hào muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt. Cậu thuật lại câu chuyện và muốn giúp đỡ. Tuy có hơi ái ngại, nhưng thỉnh thoảng cứ bị cái vong kia phá, nên chị chủ cũng đồng ý. Chị dẫn Hào ra sân sau, tại vị trí nắp cống được mở lên. Trong một mớ tóc rối bị kẹt ở đó, Hào chỉ nhìn một lúc rồi trực tiếp đưa tay ra lấy một nhúm ở trong đó, bỏ vào trong cái túi nhựa. Chị ấy tỏ ra ngạc nhiên, chỉ tay vào đó. Sao em biết đó là tóc của cô bé vậy? Không thể nói được đâu. Cậu mỉm cười, bỏ nó vào trong túi áo. Trước khi rời đi, cậu dặn về chủ khách sạn nhớ cúng một cái bàn nhỏ gồm chè xôi như bình thường. Đổi số phòng 303 thành số khác thì sẽ không gặp các vấn đề tâm linh như trước nữa. Cường lái xe chở Hào đến một ngôi chùa nhỏ gần đó. Ngôi chùa có vẻ tồn tại cũng khá lâu rồi, nhúm màu cũ kỹ của năm tháng. Bờ tường mọc từng mảng treo xanh đậm, mái ngói cũng đã phai màu. Tuy vậy, ngôi chùa ở đây rất sạch sẽ và gọn gàng. Hàng cây xanh tốt với từng khóm hoa nhỏ rực rỡ màu sắc, cho thấy vị sư ở đây đã bỏ công chăm sóc tốt như thế nào. Hào đi thẳng vào bên trong, thắp hương dâng lên Phật, cho quỳ lại với một tấm lòng thành kính. Một vị sư thầy trung tuổi bước tới gần, Hào lễ phép thưa chuyện, xin cho vong hồn cô bé gái được ở lại đây nghe kinh, đợi ngày đầu thai. Sư là một người hiền từ, tướng mạo trang nghiêm đoan chính. Sau khi nghe Hào nói vậy, sư mỉm cười gật đầu ngay. Con cứ để con bé nó ở cây xoài bên cạnh chùa là được. Ngày ngày nghe thầy tụng kinh, sẽ sớm được đầu thai thôi. Dạ, con cảm ơn thầy. Hào bước ra ngoài, cậu đi đến cây xoài mà sư thầy đã chỉ. Nhìn tán lá xanh tốt đang lay động theo cơn gió, linh khí nơi đây thật dồi dào. Hào ngồi xuống, đốt nhúm tóc và lá bùa mà cậu đã thu vong hồn bé gái vào bên trong, rồi nhỏ giọng nói: Em ráng ở đây tu tập nghe. Cơ duyên đủ thì sẽ được sanh vào cõi tốt thôi. Hào đứng dậy, nhìn cây xoài lại một lần nữa, rồi quay lưng rời đi. Cường đợi nãy giờ bên ngoài, khi thấy cậu ra thì nhắc nhẹ: Chú tao gọi nãy giờ, mau qua đám tang anh Tùng đi. Tiếng mô tô cùng với những âm thanh nhộn nhịp của buổi sáng
nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường, di chuyển đến ngoại ô của thành phố, nơi có những đồi thông bát ngát và khu nhà kính sẽ rực sáng ánh đèn vào ban đêm. Tùng là anh em họ hàng của Cường. Sau khi làm việc ở Nha Trang một thời gian, anh ấy quyết định về quê lập nghiệp. Trước đây Tùng giúp đỡ Hào và Cường rất nhiều trong việc học tập và công việc. Cho nên khi nghe tin anh ấy mất, hai người đã tranh thủ thời gian để lên đây. Chạy thêm một đoạn, rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào nhà của Tùng. Nhà Tùng bên cạnh một ngọn đồi thông, cảnh tượng rất là nên thơ. Nhưng mọi thứ đẹp đẽ ấy bây giờ trở thành nỗi sợ hãi và đau đớn đối với gia đình anh. Nơi những hàng cây cao lớn và xanh tốt, nơi một nhánh cây vươn ra cứng cáp và chắc chắn, nơi phát hiện ra Tùng treo lơ lửng trong sự lạnh lẽo và đầy cô độc giữa tiết trời của Đà Lạt. Thi thể của một chàng trai giỏi giang chăm chỉ được phát hiện trong tư thế treo cổ đã trở thành cú sốc tâm lý và đau thương cho gia đình. Đứng ở ngoài sân nhìn vào, bầu không khí tang thương ảm đạm bao trùm lấy căn nhà. Tiếng kèn trống, tiếng khóc than xen lẫn tiếng chuông mõ của sư thầy tạo ra một thứ hợp âm đầy thê lương. Cường chỉ tay vào trong, nơi một người phụ nữ đang ngồi gục ở bên quan tài khóc lóc thảm thiết. Bàn tay vẫn liên tục xoa lên tấm áo quan. Mẹ Tùng nó học. Hào khẽ cau mày, nói nhỏ vào tai Cường. Giờ bên trong bảo chú mày kéo thím ấy ra, cứ ôm quan tài khóc như vậy dễ bị theo lắm đó. Cường giơ ngón cái làm dấu ok, rồi nhanh nhẹn đi vào trong nhà phụ chú mình kéo thím ấy ra, nhưng không được. Chân của thím có lẽ vì ngồi quá lâu nên bị tê hoặc là chuột rút, cứ cứng đờ một cách khó hiểu. Tuy nhiên đó chẳng phải tê chân hay chuột rút gì. Ở ngoài sân nhìn vào, Hào thấy rõ một vong hồn yếu ớt đang cố túm lấy chân của thím không buông ra, với gương mặt tràn ngập nỗi đau đớn. Mãi một lúc sau, bóng hình đó dần biến mất. Lúc này mẹ của Tùng mới có thể đứng lên được. Mọi việc sau đó diễn ra như một cái đám tang bình thường. Hào cùng với Cường phụ giúp gia đình như châm nước, mời trà bánh hay dắt xe, miễn có việc gì là làm việc đó. Tiếng kèn trống chốc chốc lại vang lên, âm thanh buồn thương xé lòng càng đánh mạnh vào trái tim đau đớn của bậc làm cha mẹ. Tùng ra đi khi ở tuổi đời còn rất trẻ, ấy vậy mà lại lựa chọn cái chết là tự kết liễu đời mình trên ngọn đồi cạnh nhà. Theo lời kể của bố mẹ Tùng, trước ngày anh mất, anh không có biểu hiện gì bất thường cả, vẫn sinh hoạt như bình thường, không có hành động nào cho thấy Tùng muốn rời xa thế giới này. Buổi chiều ngày hôm đó, quan tài của Tùng được đưa đến nghĩa trang để chôn cất. Hào với Cường ngồi chung xe đưa tang. Cậu thấy trên di ảnh của người mất, một góc nhỏ của mặt kính có dấu nứt nhỏ. Cậu ghé sát vào tai Cường. Anh Tùng bị chết quan nữa. Hả? Sao mày biết? Mày nhìn coi, bên góc kính của dì ảnh bị nứt kìa. Cường ngó đầu qua nhìn dì ảnh. Quả thật phần góc bên dưới có một vết nứt. Đúng rồi. Lạ gì? Lúc trưa tao đâu có thấy vết nứt này đâu. Bây giờ sao đây? Tới đâu hay tới đó. Hào đảo mắt cảnh giác, rồi mới khẽ đáp một câu. Việc chôn cất diễn ra thuận lợi. Khi về đến nhà, thầy cúng bắt đầu làm lễ an sàng. Trên bàn vong nghi ngút khói nhang, tiếng chuông mõ vang lên đều đều trong tiếng khóc than của người thân. Bỗng nhiên có đứa bé gái khoảng 4 tuổi, là con của chị gái Tùng, có biểu hiện lạ. Nó đứng ở gần cửa, trên tay cầm con búp bê xinh xắn. Lúc đầu thì mắt con bé trợn lên,
Sau đó nó vứt con búp bê xuống đất, rồi dùng hai tay túm lấy cổ của mình. Âm thanh từ miệng con bé phát ra là tiếng la hét ú ớ, tiếng nấc nghẹn vì nghẹt thở khiến cho mọi người bàng hoàng. Con bé không có ăn kẹo hay ăn bất cứ thứ gì cả, nên trường hợp bị nghẹn do đồ ăn là hoàn toàn không có khả năng. Người trong nhà lập tức bu kính lại. Sau vài chục giây hốt hoảng, liền đưa con bé đi bệnh viện. Hào đang đứng ở bên ngoài nghe điện thoại, khi thấy người nhà sáo xào đưa con bé đi thì hơi tò mò. Cường cũng có trong đám đông đó. Hào cúp máy rồi hỏi nhỏ: "Có chuyện gì?" "Bé cháu nó bị gì á, lạ lắm. Tự bóp cổ mình cho nghẹt thở, rồi la ú ớ." "Tự bóp cổ sao?" "Ừ, tao đứng gần đó mà. Tao là người chạy đến chỗ nó đầu tiên luôn á. Mới có 4 tuổi mà lực tay ghê gớm lắm, cãi mãi một lúc mới ra. Chứ không á, nó tự bóp cổ mình chết rồi." Hào nhìn theo chiếc xe chở bé gái đi khuất, trong lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ. Không lý nào một đứa bé đang chơi búp bê vui vẻ lại tự bóp cổ mình làm cái gì. Bệnh viện cũng gần nhà, cho nên khi thầy làm lễ xong thì bé gái được đưa về. Trên gương mặt của người bố hiện lên tia nhẹ nhõm. Bé con của anh ấy đã trở lại bình thường, bác sĩ cũng nói rằng không có bệnh gì cả. Nhưng cái sự nhẹ nhõm và an tâm đó xuất hiện chưa được bao lâu thì nỗi hốt hoảng lại ập đến. Bé gái vừa mới được đưa vào trong nhà, nó lại bỗng nhiên có những biểu hiện như lúc nãy. Dùng hết sức lực mà bóp lấy cổ mình, ú ớ la hét với chất giọng khàn đặc và nghẹt thở. Bố mẹ nó đang cố gắng lấy tay nó ra, vì thế mà tình trạng nghẹt thở đến đỏ mặt mới tạm không còn nữa. "Con ơi, con làm sao vậy? Đừng có làm bố mẹ sợ mà con." Hai mắt con bé trợn đứng lên, muốn dùng hai tay để tự bóp cổ mình, nhưng đã bị bố nó nắm chặt lấy. Trong cổ họng phát ra thứ âm thanh không rõ ràng. Sư thầy đứng bên cạnh đó quan sát tình hình. Trong khoảnh khắc vừa rồi, ông ấy liền nhận ra dấu hiệu bất thường. Giọng nói trầm ấm của thầy vang lên, khiến cho mọi người hoang mang. "Con bé bị dựa rồi." Sư thầy tiến lại gần bé gái. Mọi người lập tức nhường đường cho ông. Thầy đứng trước mặt nó, lẩm nhẩm đọc cái gì đó trong miệng. Càng đọc thì gương mặt con bé càng tỏ ra khó chịu. "Dòng ở đầu đến." Con bé ú ớ không nói được, cái miệng nhỏ nhắn cố mở ra để hít lấy không khí. Dường như đối với nó mà nói, không khí là thứ vô cùng quý giá ngay lúc này. Dù cho sư thầy có đọc kinh hay gặng hỏi thì cũng không có được câu trả lời. Ở ngoài sân, Hào đứng đó quan sát hết thảy mọi thứ. Cậu lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó, rồi lén búng tay để khai khẩu cho vong hồn đang dựa vào bé gái kia. Ngay lập tức, bé gái đã nói chuyện được, dường như dùng cả sức lực để thốt ra. Con là Tùng." Con bé lả dần đi, trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại và ngất đi trong vòng tay của bố. Nó nói được một cách đầy đau đớn: Con chết quang." Bé gái hoàn toàn ngất xỉu. Sư thầy mới ôm tồn: "Đi rồi, đưa con bé vào phòng nghỉ ngơi đi." Mẹ nó nhanh chóng đưa nó vào trong phòng. Lúc này sư thầy lại nói tiếp: "Cậu trai trẻ này chưa thể siêu thoát được. Nếu là chết quang thì nên mời thầy đến gọi hồn ở nơi treo cổ rồi hỏi nguyên nhân." Trong lúc mọi người đang nói chuyện và tìm cách giải quyết vấn đề thì ở ngoài sân, Cường huýt vai Hào hỏi nhỏ: "Mày có biết gọi hồn mà phải không?" Vì là bạn nên Cường biết rõ Hào là một thầy pháp, cũng đã từng chứng kiến một số câu chuyện tâm linh cùng với Hào, cho nên mới mạnh dạn hỏi. Hào cũng không giấu giếm: "Ừ, biết." Chưa kịp phản ứng thì Cường đã chạy sộc vào trong nhà, miệng không ngừng liên thuyên: "Thưa thầy, thưa cô chú, thưa mọi người,
Thằng bạn của con nó biết gọi không? Để nó giúp một tay đi. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Hào. Cậu lúng túng cười khổ. Không phải là cậu không muốn giúp, nhưng mà đừng có giới thiệu một cách đường đột như thế này chứ. Thế này thì ai mà tin được. Quả nhiên đúng như Hào nghĩ. Bố mẹ Tùng phất tay Cường, ý bảo đi ra ngoài. Con đừng có làm phiền thầy với cô chú đang bàn chuyện. Cường vẫn một mực kiên định với ý kiến của mình. Con nói thật mà, bạn con nó cũng là thầy đó. Mới có hơn 20 thôi mà, đừng có ra vẻ thần bí nữa. Còn con, chuyện này không có nói chơi được đâu. Mặt mày của Cường yếu xìu vì cái tội tài lanh của mình mà bây giờ làm cho mọi chuyện rối thêm. Lúc cậu định bước ra ngoài thì sư thầy liền nói, gọi bạn con vô đây đi. Cường nở nụ cười tươi rói, nhanh chóng ra ngoài kéo tay Hào vào trong. Sư thầy mỉm cười, nhìn chăm chú vào ấn đường của cậu. Con tên là gì? Hào cung kính cúi đầu. Dạ thưa, con tên Hào. Con thưa thầy. À, không tội. Sư thầy nhìn kỹ ngũ quan của Hào. Ở ấn đường của cậu hiện lên ấn chứng. Hẳn cũng là người tu theo mật chú mới có ấn chứng này. Thầy gật đầu. Cậu thanh niên này là người tu đạo, mọi người có thể tin tưởng. Mọi người đã nhìn Hào với một ánh mắt khác. Đương nhiên với lời của sư thầy thì nhìn cậu có uy tín hơn hẳn. Vẫn giữ bộ dáng lễ phép, cậu thưa, trước đây anh Tùng giúp đỡ con rất nhiều. Nếu như gia đình tin tưởng, con nguyện sẽ giúp mọi người tìm ra căn nguyên khiến cho anh ấy chết oan, giúp cho anh ấy sớm ngày được siêu thoát. Lời nói thật thà và đầy chân thành cộng với lời xác nhận của sư thầy khiến cho bố mẹ Tùng lập tức tin tưởng. Hào lấy giấy ghi ra những thứ cần chuẩn bị cho buổi lễ, vừa viết vừa nói. Vào thất đầu tiên của anh Tùng, chúng ta sẽ tiến hành gọi hồn anh ấy. Bây giờ linh hồn của anh ấy còn rất yếu. Con cảm nhận được anh Tùng đang phải chịu đựng cái gì đó đau đớn lắm. Lát nữa con với Cường sẽ về lại Nha Trang. Nhờ cô chú chuẩn bị đầy đủ những cái thứ được ghi trong giấy này. Khi đến thất đầu tiên, con sẽ quay trở lên. Mẹ Tùng nhận lấy tờ giấy, chậm rãi nhìn vào những thứ cần chuẩn bị được ghi ra đầy đủ và rõ ràng. Trong góc tối, Hào lờ mờ nhìn thấy hình dáng của Tùng. Anh đứng đó với ánh mắt đau buồn, muốn nói cái gì đó nhưng không nói được. Hào khẽ trầm giọng nói, anh ráng chịu đựng thêm vài ngày nha. Tùng gật đầu rồi nhanh chóng biến mất. Mọi người trong nhà dần tản ra, bắt đầu dọn dẹp. Người còn sống thì vẫn phải sống tiếp. Điều cuối cùng mà họ có thể làm cho người chết là giúp vong hồn được siêu thoát, sớm ngày đầu thai vào cõi tốt mà thôi. Hào với Cường về lại Nha Trang, cho đến thất đầu tiên của Tùng thì quay trở lên Đà Lạt. Buổi chiều hôm đó, khi ánh nắng cuối cùng đã tắt đi, thành phố ngàn hoa rực rỡ trong ánh đèn. Khu nhà vườn tỏa sáng giữa màn đêm, kéo dài thành một mạng lưới ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, người nhà của Tùng chẳng còn quan tâm đến thành phố này có đẹp hay không. Mọi người kéo nhau đến đồi thông cạnh nhà, mang theo những đồ vật cần thiết để chuẩn bị cho buổi lễ cầu hồn. Đến dưới gốc cây nơi phát hiện thi thể của Tùng, từng đợt gió lạnh cứ vần quanh, khiến cho người ta phải nổi da gà. Không hiểu sao khi đứng ở đây, mọi thanh âm ồn ào của phố thị đã không còn nữa. Thay vào đó là tiếng gió, tiếng lá cây lạo xạo thay nhau phát ra, u ám đến rợn người. Hào lập tức bày trận. Cậu dùng 12 cây nến trắng xếp thành một vòng tròn dưới gốc cây. Trên những cây nến đó đã sớm khắc bùa chú nhằm bảo vệ người mượn xác. Cậu nhìn quanh, khi thấy Cường đang đứng lóng ngóng cạnh đó, liền bảo, Cường, mày ngồi vô chính giữa đi. Gì vậy? Tao hả? Ừ, nhanh lên. Tuy hơi lưỡng lự,
nhưng Cường vẫn bước vào trong vòng tròn bằng nến và ngồi xuống. Cậu ngồi xếp bằng, lưng thẳng, còn ưỡn ngực, nghiêm túc hô lên. Tới đi. Hào vỗ đầu cậu ta một cái. Có phải đi đánh trận đâu, cần gì tỏ ra nghiêm trọng vậy? Dù sao cũng là lần đầu. Trò chuyện mấy câu ngắn ngủi nhưng cũng đã giảm bớt đi vài phần căng thẳng. Hào lấy ra một cái gương tròn đặt ở dưới đất phía trước mặt Cường, đồng thời dặn mỗi người cầm lấy một nén nhang để tránh người yếu vía bị ảnh hưởng. Hào lấy ra một tờ giấy hoàng chỉ cắt thành một con hình nhân, vẽ lên đó những ký tự ngoằn ngoèo bằng mực đen từ đầu cho tới chân, rồi để xuống đất. Cậu khẽ đọc chú, tay chỉ điểm vào hình nhân giấy khiến cho nó trở nên sinh động. Một cơn gió đưa qua làm cho con hình nhân bay thẳng đến gốc cây nơi mà Tùng đã treo cổ. Hào quay mặt về phía bắc, đồng thời bảo Cường nhắm mắt lại. Cậu lấy cái khăn trùm kín đầu của Cường, đốt một bó hương đang cháy nghi ngút khói, chỉ thẳng về phía bắc rồi hô lên. Nhật án Đông Ngụy Tây Đáo, nhị án Nam Bắc Triệu Khẩn. Này chư vị binh tướng, kẻ lang thang, người siêu mồ lạc mã, cô hồn các đảng, người quan ức, nay nghe thầy triệu về đây hành sự chấp pháp. Vừa đọc dứt lời thì Hào giẫm mạnh chân xuống. Lúc đó gió bỗng nổi lên, khiến cho cảnh vật đêm tối nơi đây càng trở nên đáng sợ. Cậu quay về phía gốc cây nơi Tùng treo cổ và nói tiếp. Này oan hồn, nghe thầy đọc tên Triệu Thỉnh mà hiện về gặp người thân quyến thuộc, nhất nhất giải bài. Xong việc thì mau đi về nơi cần đi, tuyệt không vướng bận. Hào ngậm một ngụm rượu, phun về phía hình nhân đó. Ngay lập tức hình nhân rơi thẳng xuống đất. Bỗng nhiên Cường giật bắn người đứng lên, hai tay ôm cổ, cố gắng vùng vẫy, nhưng tuyệt nhiên không bước ra khỏi vòng tròn nến trắng được. Bố mẹ và anh chị của Tùng cũng giật mình, hoảng hốt lùi xa mấy bước, sắc mặt ai nấy đều kinh hãi tột độ. Hào lấy đồng xu búng thẳng vào đầu của Cường, làm cái khăn trắng rơi ra. Cường không vùng vẫy nữa mà ngồi phịch xuống, đầu cúi gục. Hào nhanh chóng lại gần, dùng nhang vẽ một đạo bùa khai khẩu, thì lúc này Cường mới mở miệng ra được. Tiếng khóc nghẹn ngào truyền đến, mang theo âm điệu nghẹt thở khó chịu, nhưng không khó để cho mọi người nhận ra đó là giọng của ai. Sau khi Hào xác định được vong linh đang nhập vào thân xác của Cường là Tùng, cậu mới gật đầu với người nhà của anh ấy. Đúng là anh Tùng rồi đó, thưa cô chú. Mẹ của Tùng đưa cái đèn led đang phát sáng cho con gái, rồi chạy đến ôm chầm lấy Cường. Tiếng khóc nức nở vang lên giữa đồi thông, âm thanh xé ruột xé gan của một người mẹ thương con, khiến cho ai cũng mũi lòng. Mẹ nhớ con lắm Tùng mà, sao số con lại khổ như vậy? Khóe môi Cường mấp máy, xen lẫn những tiếng gió là âm điệu nghẹn ngẹt. Con đổi, con lạnh, con sợ quá. Sao con lại sợ? Con có điều gì khổ tâm, con nói đi cho bố mẹ biết. Bố của Tùng nhanh chóng kéo bà ấy ra để không làm ảnh hưởng đến buổi lễ cầu hồn. Sắc mặt của ai cũng tỏ ra bi thương, vành mắt cũng đã sớm ửng đỏ. Cơ thể của Cường bỗng rung lên dữ dội. Hào cảm nhận được sự run sợ của vong hồn, lập tức đọc một đoạn chú dài để trấn an vong linh. Cậu đứng nghiêm người hỏi. Sự tình như thế nào mà khiến anh phải chết quăng như vậy? Cường ngồi gục mặt, tuy giọng nói vẫn còn khó nghe nhưng có thể hiểu được. Anh cùng với bạn là Tuấn và Đan hùng vốn đi mở một nhà kính trồng hoa. Mới đầu việc kinh doanh khá thuận lợi, sau đó không hiểu sao hai người đó dần trở nên lười biếng.
họ không siêng năng trong công việc, hầu hết đều do anh lo liệu, nhưng lại muốn chia đều lợi nhuận như đã bàn từ trước. Bọn anh xảy ra cãi giả, dần dần tình bạn cũng rạn nứt dần. Anh đã dự tính trả lại vốn cho họ để một mình kinh doanh riêng, nhưng họ đã nhận lỗi và hứa sẽ chăm chỉ làm việc. Anh cũng tin điều đó, tiếp tục quán xuyến việc trồng trọt cho đến một ngày. Sự việc sau đó như thế nào? Có một cô bạn mà bọn anh quen biết đến vườn hoa để tỏ tình với anh. Anh chưa muốn yêu đương, chỉ một lòng vì sự nghiệp, để cho gia đình có một chỗ dựa tốt. Ngày tối hôm đó, Tuấn và Đan rủ anh nhậu. Cả ba ăn uống vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thân thiết giống như trước kia vậy. Hơn 10 giờ đêm mới tàn cuộc. Anh lái xe về nhà, nhưng không hiểu sao lại rẽ hướng chạy tới đồi thông này. Tuy hơi sai, nhưng anh biết rõ mọi hành động của mình. Anh không điều khiển cơ thể được. Anh đi tìm dây leo, đối chúng lại với nhau rồi ném lên thân cây, dùng xe máy làm bệ đỡ, rồi trồng cổ vào. Nội tâm anh lúc đó vùng vẫy mãnh liệt, muốn thoát khỏi sự bất thường này, nhưng không thể được. Giống như có ai đó đang điều khiển cơ thể của anh vậy. Mắt anh tối đi, từ từ cảm nhận cơn nghẹt thở và cơn đau đang bao trùm lấy cơ thể. Khi mở mắt ra một lần nữa thì đã thấy thân thể của mình lạnh rồi. Vừa dứt lời, tiếng khóc trấm rứt từ mẹ và chị gái của Tùng vang lên. Mẹ anh đang cố gắng bụm chặt môi để cho tiếng khóc nhỏ dần. Màn đêm bao trùm khiến cho bầu không khí u ám hơn. Giữa những tán cây đang đung đưa vì gió, tưởng chừng như có hàng chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm mọi người vậy. Hào ra dấu im lặng để mọi người bình tĩnh hơn, rồi cậu hỏi tiếp. Anh còn biết điều gì nữa hay không? Anh tìm đến nhà của Đan nhưng không thấy nữa. Ở địa chỉ đó, con đường đó, nhưng anh không phát hiện ra gì. Kể cả là cậu ta cũng chẳng thấy đâu. Vậy còn anh Tuấn thì sao? Anh có tìm thấy, nhưng không lại gần cậu ta được. Hào trầm ngâm một lúc, rồi cẩn thận hỏi địa chỉ của hai người kia. Đích thân cậu sẽ đi tìm hiểu một chuyến. Cậu nghi ngờ Tuấn và Đan có liên quan tới cái chết của Tùng. Được rồi, sáng mai em và thằng Cường sẽ tìm đến nhà của hai người đó xem sao. Bây giờ cũng nên trả lại thân xác cho Cường rồi. Hào lấy cái gương đặt ở dưới đất lên, lấy nhang vẽ thành vòng tròn trước gương, ngược với chiều kim đồng hồ, rồi đưa đến trước mặt của Cường và kéo ra. Khi vừa dứt câu chú, lập tức Cường ngất xỉu đi. Cậu đỡ người cậu ấy ngồi thẳng dậy, một tay đặt lên đầu, tay còn lại vỗ lên mu bàn tay. Hồn xuất trả thân, hồn cũ quy về. Tỉnh. Mắt của Cường chậm chậm mở ra, cậu ấy uể oải ưỡn mình, than thở nói. Ê, ẩm hết cả người, cho con xin miếng nước đi, khô cổ quá. Sau khi uống nước xong, Cường và Hào cúi người thu dọn nến ở dưới đất, bỏ hết vào trong một cái túi. Còn mệt mỏi không? Không, công nhận vi diệu thiệt á. Mà sao tao không biết chuyện gì đã xảy ra hết? Anh Tùng có nói gì không? Về nhà hắn nói, sáng mai tao với mày có việc phải làm đó.
Sáng ngày hôm sau, Hào dựa theo địa chỉ mà Tùng đã đưa tìm tới nhà của Đăng. Căn nhà hai tầng khang trang và hiện đại nằm ngay mặt tiền đường. Sân vườn khá rộng và thoáng, cho thấy điều kiện của Đăng cũng vô cùng khá giả. Ngồi ở quán nước đối diện, Cường nhìn chăm chăm về phía trước rồi hỏi: "Mày nghi ngờ anh ta liên quan tới cái chết của anh Tùng hả?" Hào gật đầu, cẩn thận đánh giá căn nhà một lượt, nhìn thật kỹ mới phát hiện ra nơi đó có bùa trấn khá là cao siêu. Có lẽ đã được một thầy bùa cao tay thực hiện. Bảo sao mà Tùng không tìm thấy Đan và nhà của anh ta. Hào đứng dậy, tính tiền nước rồi dục: "Đi thôi, sang nhà của Tuấn." Cường lóng ngóng đi dắt xe, nghi hoặc hỏi: "Ủa, hai đứa mình chưa thấy Đan gì đó mà, ở lại theo dõi tiếp chứ?" "Coi sơ qua vậy được rồi. Mục đích của tao đến đây đâu phải theo dõi anh ta. Đi thôi." Cường chở Hào tìm tới nhà của Tuấn. Nắng đã lên cao, xua đi cái không khí se lạnh đặc trưng ở nơi đây. Ánh nắng ấm áp nhảy lên những tán lá, hoa bên đường cũng rạng rỡ hơn. Chúng đang đón nhận nguồn sống của thiên nhiên ban tặng. Nhà của Tuấn nằm sâu trong con ngõ, căn nhà cấp 4 đơn giản giữa nền sân trồng đầy hoa. Cường và Hào dựng xe gần đó, im hơi lặng tiếng mà quan sát. Cửa chính mở rộng, Hào lờ mờ thấy được bên trong có một bàn thờ lớn thờ Quan Công. Bảo sao mà Tùng không lại gần Tuấn được. Xem ra người nhà của anh ta cũng là một người tu đạo. Vốn không để cho người khác chú ý, nên lúc đi cũng như lúc đến, im lặng mà về. Trên đường trở về, Hào không ngừng suy nghĩ, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn nhiều. Sự việc này khá là phức tạp, bởi vì Đan và Tuấn đều được bảo vệ bởi một thế lực tâm linh, cho nên khó lòng tiếp cận được. Nếu muốn điều tra rõ cái chết của Tùng, bắt buộc phải khiến cho hai người đó khai ra những chuyện đã xảy ra trong buổi tối hôm ấy. Vừa về đến nhà, cơm trưa đã được dọn sẵn. Trong bữa cơm, Hào không nói quá nhiều, tránh để người nhà của Tùng lo lắng. Vừa ăn được mấy miếng thì Hào nhận được điện thoại. Vì có việc gấp nên cậu phải về lại Nha Trang để xử lý ngay. Chuyện đã như thế nên cả hai về lại Nha Trang. Chuyện của Tùng không thể xử lý trong ngày 1, ngày 2 được, đành phải sắp xếp thời gian hợp lý. Hai người rời khỏi Đà Lạt ngay chiều hôm đó, mang theo sự trông chờ và hy vọng từ bố mẹ của Tùng. 10 giờ đêm, tại một khách sạn gần khu nhà của Tùng. Trong căn phòng thoáng mát đầy đủ tiện nghi, trên cái giường êm ái đang có hai thân thể trần như nhộng quấn lấy nhau một cách mãnh liệt. Người thanh niên với cơ thể cường tráng đang chăm chỉ vận động, khiến cho cô gái cứ không ngừng kêu lên. Tuấn cười nhếch môi. Trong khoảnh khắc đang sướng rung người thì đột nhiên anh ta giật mình lùi ra sau, khiến cho cơ thể ngã nhào xuống sàn nhà. Cô gái cũng hốt hoảng vô cùng, lo lắng hỏi: "Anh Tuấn, anh sao vậy?" Tuấn dụi mắt, gương mặt vẫn là cô gái xinh đẹp này. Vậy tại sao khi nãy lại thấy người anh ta đang quan hệ lại là Tùng? Không sao. Vậy chúng ta tiếp tục thôi. Tuấn lắc đầu, khí thế hừng hực lúc nãy đã bị dập tắt. Anh ta đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi ngẩng đầu lên, trong tấm gương liền xuất hiện một gương mặt tím tái, ánh mắt đầy hung tợn. Tuấn la lên, chạy ra khỏi nhà vệ sinh trong trạng thái kinh hãi tột độ. Người mà anh ta nhìn thấy trong gương là Tùng. Tuấn ngàn vạn lần không hiểu tại sao Tùng lại có thể tìm đến mình. Rõ ràng ông nội nhà anh ta có thờ Quan Công, căn bản Tùng không thể lại gần anh ta được. Cô gái cũng bất ngờ không kém, vội chạy đến bên cạnh Tuấn, kéo anh ta ngồi xuống ghế và cố trấn an. Anh sao vậy? Đừng làm em sợ mà.
Gương mặt của Tuấn đơ ra, mắt mở lớn hết cỡ. Tay chân của anh ta không cử động được. Đành nhìn đôi bàn tay trắng toát đang từ từ vươn đến cổ mình. Gương mặt tím tái xanh xao của Tùng phóng tới, đang nhe răng giận dữ với anh ta. Thời khắc hai bàn tay phía trước siết chặt lấy cổ Tuấn, anh ta rên rỉ cầu xin. Tao xin mày, xin mày tha cho tao đi Tùng. Lực siết ngày càng mạnh, Tuấn sắp thở không nổi đến nơi. Anh ta nghĩ rằng đây có phải là cảm giác khi bị treo cổ, đau đớn và khó chịu vô cùng. Tuấn dành hết sức lực cuối cùng mà rên rỉ. Tha cho tao đi, tất cả là cho thằng Đan, là nó chứ không phải tao. Trong một cái chớp mắt, Tuấn cử động được hai tay. Anh vội vàng dùng hết sức để quơ vào loạn xạ về phía trước. Rồi bên tai nghe tiếng người con gái la lên. Anh Tuấn, anh tỉnh lại đi. Tuấn cứng người, nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Anh ta vội vàng mặc lại quần áo, rồi rời khỏi khách sạn, gấp rút tìm tới nhà Đăng. Mày nói sao? Tùng tìm đến giờ bóp cổ mày hả? Không phải ông nội của mày thời Quan Công hay sao? Sao nó lại gần được? Tao đi khách sạn với gái. Hèn chi, làm chuyện ô uế thì chẳng có thần nào bảo vệ mày lúc đó được đâu. Đang nhíu chặt mày, anh ta nghiêng đầu vào trong nhà rồi nói: vô phòng tao rồi tính. Tuấn ngó nghiêng ngó dọc nhìn ra bên ngoài, sau khi chẳng thấy điều gì khác lạ thì mới vào trong. Căn phòng của Đan dán đầy bùa chú màu vàng. Kể từ lúc Tùng chết, anh ta chưa bao giờ ra khỏi nhà. Trời ơi, bà dán nhiều bùa vậy, sợ hả? Không phải việc của mày. Cả hai ngồi xuống ghế. Lúc này Đan mới lấy điện thoại ra gọi cho một người, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hôm nay Tùng đến tìm Tuấn, hắn ta sợ rằng sắp tới đây người tiếp theo chính là mình. Mấy ngày qua sống trong sự thấp thỏm lo âu, không biết đến khi nào mới được yên. Cách duy nhất đó chính là khiến cho Tùng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, kể cả là một linh hồn. Tuấn và Đan tính toán một lúc mới xong. Vì đã không còn làm chuyện đó nữa nên Tuấn ra về mà không bị hề hấn gì. Ở bên phía của Đan, anh ta gọi thầy đến, người đã trấn ngôi nhà này cùng với những lá bùa kia. Đan muốn ông ta bắt lấy linh hồn của Tùng mà giam giữ, từ nay về sau có thể sống thoải mái mà không phải lo sợ. Hai ngày sau, Hào và Cường lên lại Đà Lạt. Cứ chạy lên chạy xuống như thế này thật là mệt. Thế nên cả hai đã nhanh chóng giải quyết xong công việc dưới đó rồi mới lên, để tập trung hoàn toàn cho việc của Tùng. 9 giờ tối thì cả hai tới nơi. Hào muốn đến ngay đồi thông nên bảo Cường chở cậu sang đó trước. Đứng cạnh gốc cây nơi Tùng treo cổ, cho dù Hào có đọc chú triệu thỉnh bao nhiêu lần thì Tùng vẫn không xuất hiện. Trong lòng Hào có một dự cảm không lành. Không xong rồi. Hả? Cái gì không xong? Đợi tao một lát. Hào lấy nhang trong túi ra, đốt chúng rồi vẽ một đạo bùa giữa hư không. Khói nhang nương theo làn gió mà tỏa ra tứ phía. Không khí phảng phất nhẹ, mùi của quế thơm dịu. Cường hỏi: sao rồi? Lúc này mắt của Hào tỏ ra vô cùng uy nghiêm, cứ nhìn chăm chăm về một hướng, dù nơi đó đang là bóng đêm đen đặc. Cậu cắm nhang xuống đất, vội vàng dục Cường: về nhà anh Tùng ngay, anh ấy bị người khác bắt đi rồi. Hào và Cường đến bất ngờ nên bố mẹ của Tùng không lường trước. Hào không có thời gian giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Cậu xin bố mẹ Tùng một tấm ảnh lúc anh còn sống và cái ví chưa kịp đốt đi. Mọi người ra trước sân chuẩn bị cho Hào một cái bàn lễ nhỏ. Cậu quay mặt về hướng đông, cắt giấy hoàng chỉ thành ba hình nhân dính liền với nhau và vẽ bùa lên đó bằng mực chu sa. Cậu quấn quanh ba cây nhang rồi đốt lên.
khói theo đó bay đi khắp hướng. Lúc này Hào nhẩm đọc: "Lệnh chư vị binh gia binh tướng, thần soái triệu tập trước án, nghe ta nói sự việc mà chấp phụng thi hành. Cứu nhân độ thế, tìm vong linh có hình dáng như trên ảnh, cũng như là chủ nhân của đồ vật này." Hào dùng cây đinh nhỏ ghim vào tấm ảnh, rồi đặt nó lên bàn cùng với cái ví, sau đó mới cắm nhang vào lư hương. Khói nhang bay khắp hướng, phản phất theo từng đợt, trông rất có quy tắc. Hào dõi mắt nhìn theo, chân mày cậu nhíu chặt lại, trông có vẻ căng thẳng. Người nhà ngồi đợi ở phía sau không dám lên tiếng gì. Cường cứ ra dấu im lặng, nên dù có tò mò cũng chẳng ai dám hỏi. Thời gian trôi qua, cho đến khi ba cây nhang cháy hết, Hào lấy tấm ảnh của Tùng đốt cháy thành tro, rồi dùng tay đè nhẹ lên đống tro đó. Nhìn vào những dòng chữ hiện lên giữa đống tro tàn, cậu được chư vị binh gia binh tướng mách rằng Tùng đang bị giam giữ trong một cái gương cách nơi đây mấy cây số. 11 giờ đêm, nhà nhà tắt đèn đi ngủ, chỉ có nhà của Tùng là vẫn còn thức. Ngoài sân không bật đèn, chỉ nhờ vào ánh trăng để nhìn thấy mọi vật. Hào lấy 5 cây cờ lệnh cắm vào chén gạo, đốt một lá bùa rồi quăng lên hư không, sau đó đọc ngũ sát chú: "Nhất sát thiên khai, nhị sát địa hoành, tam sát quỷ linh, tứ sát tà nhân, ngũ sát thần binh, ngũ lôi sát hiện." Cậu thỉnh binh rồi sai khiến họ tìm đến nơi giam giữ vong hồn của Tùng. Đó là nhà của một thầy bùa luyện thiên linh cái. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều được bao bọc bằng một lớp bùa chú khó lòng xâm phạm. Binh của Hào mới đến để thăm dò thôi thì đã bị phát hiện. Hàng chục, thậm chí là hàng trăm bóng đen quỷ dị từ trong căn nhà đó tràn ra ngoài, về lấy đám binh của Hào. Số lượng quỷ hồn đó quá đông nên Hào bị thất thế. Cậu thu binh về, đồng thời dẫn dụ lũ quỷ đó về hướng phía này. Hào trút cờ lệnh màu đỏ rồi gõ xuống bàn 3 lần, lấy chân cờ vẽ ra một đạo bùa phá phép ở trước cổng nhà, miệng đọc chúng: "Triệt từ thủ cấp xuống vai, vai xuống ngực, ngực xuống bụng, bụng ra thủ túc, cấp cấp như luật lệnh." Vì ông thầy bùa đó luyện thiên linh cái, cho nên Hào đành phải dùng bùa phá phép khi mà quỷ hồn tiến đến. Cậu bảo mọi người vào trong nhà đóng hết cửa lại, riêng Cường thì la lên: "Tao ở đây giúp mày, muốn thành cái xác khô thì cứ ở lại." Tuy muốn giúp bạn, nhưng mấy sự việc tâm linh như thế này Cường không biết một chút nào. Thôi thì đành theo mọi người vào trong nhà. Dù sao đã có lòng nên cậu bớt áy náy khi Hào phải một mình chống chọi ở ngoài sân. Thấy mọi người đã vào trong nhà, Hào đến giữa sân đứng nghiêm. Cậu bấm 2 ngón chân cái xuống đất cho rướm máu, dùng ngón chân vẽ một trận pháp có tên là Tứ Tung Ngũ Hành Trận. Vừa vẽ xong thì binh gia của cậu về đến. Cậu ra lệnh chúng đứng xung quanh để bảo vệ trận pháp. Đàn quỷ hồn kéo đến rất đông. Khi thấy được Hào thì bọn chúng biết nên tấn công vào ai. Chúng hòa làm một cơn lốc xoáy bay thẳng về phía Hào, nhưng bị bùa phá phép trước cửa ngăn chặn. Một vách ngăn xuất hiện trước cánh cổng, lóe lên những nét chữ màu vàng. Bọn quỷ cứ chạm vào bùa thì lập tức tan thành mây khói, nhưng chúng không sợ hãi. Người điều khiển bọn quỷ hồn phía sau không dừng lại thì chúng sẽ không dừng. Số lượng quỷ quá đông nên bùa của Hào trấn ở trước cửa dần yếu đi. Ánh sáng màu vàng kim của bùa chú mờ dần rồi tan thành bụi mờ biến mất vào hư không. Trong không gian truyền đến tiếng cười rợn người, lạnh lẽo của đám quỷ. Bọn chúng thừa thắng xông thẳng về phía Hào. Cậu không hề nao núng, dẫm mạnh chân, lấy 4 cờ lệnh còn lại phóng về 4 hướng của trận pháp. Hào hô lớn: "Tứ Tung Ngũ Hoành, Ngô Kim Xuất Hành, Hổ Lâm Bất Đắc Động, Tà Quỷ Bất Đắc Kinh, cấp cấp triệu Thái Thượng Lão Quân, độ khẩn thần phù y mật lệnh."
trận pháp được khởi động, vây tất cả quỷ hồn vào bên trong. Còn Hào được một quần sáng màu đỏ bảo vệ nên không gặp chút tổn thương nào. Cậu bấy giờ nhoẻn miệng cười, chắp hai ngón tay vào nhau, đưa lên miệng đọc chú. Gió từ đâu thổi đến ngày một lớn, tạo thành một cái lốc xoáy vô hình. Từ trong trận pháp xuất hiện vô số ánh lửa, nhanh chóng thiêu đốt tất cả số quỷ hồn còn sót lại. Tiếng la ai oán đầy đau đớn, tiếng rên rỉ khóc than đồng loạt vang lên, sau đó nhỏ dần. Những vệt khói màu đen bay vào hư không, trong sân trở về trạng thái tĩnh lặng. Ông thầy bùa kia bị phản phép, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu đi. Mọi chuyện vẫn chưa xong. Hào lấy ra một cái chuông đồng. Cậu vừa lắc chuông, vừa triệu thỉnh vong hồn của Tùng đang bị giam giữ ở nhà ông thầy bùa kia. Phép của ông ta đã yếu đi, không còn bất cứ thứ gì canh giữ, nên dễ dàng cho gọi vong hồn Tùng trở về. Tiếng chuông đồng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến cho âm thanh đó rõ ràng hơn. Một lúc sau, cuối cùng Hào cũng thấy bóng dáng mờ ảo đang tiến về phía mình. Anh về rồi. Tùng dập đầu với Hào. Cảm ơn em. Đời người ngắn ngủi, nếu đã hết số cũng nên đi đầu thai. Anh còn gì muốn nhắn nhủ hay không? Gương mặt của Tùng trở nên giận dữ. Thằng Trang thích cô gái tỏ tình với anh, nên sanh lòng ganh ghét đố kỵ. Chính nó đã bỏ bùa vào ly bia, khiến cho anh phải tự treo cổ mà chết. Anh muốn nó phải trả giá. Mọi sự trên đời này đều có nhân quả cả. Sớm muộn gì hắn ta cũng phải nhận báo ứng mà thôi. Anh không nên vì thù hận mà từ bỏ việc đầu thai của mình. Nếu như rước thêm nghiệp, ắt là sẽ không được đầu thai vào cõi tốt đâu. Tiếng khóc thương của Tùng vang lên. Anh hướng ánh mắt u buồn vào trong nhà, rồi nói: nhờ em nói với gia đình của anh, bảo họ được đau buồn nữa. Kiếp này anh không thể trả hiếu, nguyện kiếp sau vẫn là con của bố mẹ để đền đáp công ơn nuôi dưỡng. Hào thắp lên ba nén nhang và tụng kinh siêu độ cho vong linh của Tùng. Hình dáng của anh ấy mờ dần, rồi biến thành một làn sương trắng. Cậu chỉ nghe thấy một giọng nói vang vọng ở phía nơi xa. Hào à, cảm ơn em. Mọi chuyện đã kết thúc. Hào thu binh của mình vào, cho gọi mọi người trong nhà ra. Cường ngơ ngác nhìn xung quanh. Cây lá tả tơi như có một cơn lốc xoáy vừa lướt qua. Trời ơi, cái gì mà tanh bành vậy? Hơi rắc rối một chút. Hào đến bên cạnh người nhà của Tùng, truyền đạt lời nhắn nhủ của anh ấy trước khi đi đầu thai. Mẹ Tùng khóc muốn ngất xỉu đi, trong miệng liên tục gọi tên đứa con trai đoản mệnh của mình. Hào và Cường trở lại Nha Trang để làm việc. Cuộc sống bận rộn và náo nhiệt này cứ luôn tiếp diễn. Nhưng cậu biết rằng sứ mệnh của mình sẽ không dừng lại ở đó. Trên các trang mạng đưa tin, vào 12 giờ trưa hôm ấy, có một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra trên Đà Lạt. Nạn nhân là hai người thanh niên trẻ. Một người là Đan, người còn lại là Tuấn. Cả hai được đưa đi cấp cứu trong trạng thái cả người đầy máu và đa chấn thương. Nhưng không may rằng Đan chết ngay trên bàn mổ, còn Tuấn thì được cứu sống, nhưng cũng gãy mất một chân và một tay. Trong một quán cà phê, Cường đưa bài viết đó cho Hào xem. Ôi, ghê quá. Hào khẽ cười, bình thản lên tiếng. Cuộc sống vô thường, không tu nhân tích đức mà làm chuyện ác, thì sớm hay muộn gì cũng gặp quả báo thôi. Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 Treo Xác Đồi Thông của series Âm Dương Kỳ Truyện qua sự đồng sáng tác của anh Hào và Lan Lan.
Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.